Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tuyệt sự hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình chủ nhật ngày 25 tháng 9 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình xã tam đa chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế nhưng không làm biến dạng diện tích đất không ba. nhiều hộ nông dân ở xã an vĩ thu hàng trăm triệu đồng từ nuôi cá nước ngọt. vì sao còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đấu đối nước thải vào khu xử lý tập trung? người dân thành phố hương yên khổ vì ô nhiễm môi trường do chăn nuôi. cương bà vũ thị chiến xã toàn thắng người tâm huyết với nghệ thuật hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2016 và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, 14 tháng 10 năm 2016. Sáng nay, công an tỉnh tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy năm 2016 cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng. Sự hội thi có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh. Các đơn vị tham gia hội thi gồm 30 đội trong đó có 10 đơn vị là lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng các xã thị trấn và 20 đơn vị phòng cháy chữa cháy các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi chạy tiếp sức 100m, cứu người, cứu tài sản và chữa cháy đội hình chữa cháy tổng hợp, đội hình 100 m triển khai đường vòi, cứu tài sản và chữa cháy. Hội thi là một trong những hình thức cụ thể thiết thực tạo điều kiện, cơ hội để lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở rèn luyện khả năng tác chiến, nâng cao thể lực, tích lũy kinh nghiệm, tăng cường chủ động sáng tạo, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức khi triển khai nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thực tế. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba. Ở khối dân phòng các xã thị trấn, ban tổ chức đã trao giải nhất cho phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Ở khối phòng cháy chữa cháy các cơ quan doanh nghiệp, ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho công ty cổ phần nội thất Hòa Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Đến nay, xã Tam Đa, huyện Phủ Cử chuyển đổi 180 ha diện tích trũng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả đã đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cấy lúa mà không làm biến dạng mặt ruộng và vẫn đảm bảo đủ diện tích cấy lúa theo đúng quy định. Bắt đầu từ năm 1998, xã Tam Đa chuyển đổi 30 ha cánh đồng ngói thôn Tam Đa theo mô hình đắp mô trên trồng vải, dưới ruộng vẫn cấy lúa, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cho đến nay, toàn xã đã chuyển đổi 180 ha tại các thôn Tam Đa, Ngũ Phúc và Cự Phú, đưa các cây trồng chủ lực như vải lai u, chín sớm, nhãn, cam canh, cam vinh, cam bố hạ. Trước khi được quy hoạch chuyển đổi, các hộ dân đều thực hiện nghiêm túc, không được làm biến dạng mặt ruộng, chỉ đắp mô, đánh luống lên trồng. Hộ ít trồng 3 xào, hộ nhiều trồng gần 3 mẫu, sau hơn 7 năm thực hiện chuyển đổi, bình quân mỗi xào vải cho thu nhập 20 triệu đồng, cam vinh cam đường canh cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng một xào, cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Chuyển đổi của chúng tôi nhìn chung là cái mặt bằng của cái đất 03 là không phá vỡ, chỉ có khu vực nào quá trũng thì sẽ tôn lên để cho nó cao lên để chống cái ngập nước cho bà con nhân dân để chuyển đổi. Không được trái phép là làm nhà ra ngoài giữa cánh đồng hoặc là khu chuyển đổi, tránh tình trạng là để uh, biến dạng cái, cái đất 03. Còn riêng về đất lúa là chúng tôi giữ nguyên hiện trạng hiện nay là có 195 ha là đất trồng lúa. Thực tế hiện nay, nhiều nơi lợi dụng diện tích đất chuyển đổi nhân dân đã tự ý xây dựng nhà cửa kiên cố trên đất 03, song với xã Tam Đa do có sự vào cuộc có hiệu quả của chính quyền địa phương nên toàn bộ diện tích chuyển đổi không có bất cứ một hộ nào xây dựng nhà cửa hay lều trên cánh đồng. Thay vào đó, xã đã giao cho thôn xây dựng quy chế và thành lập hội làm vườn của từng thôn để tìm thị trường tiêu thụ cũng như bảo vệ an ninh trật tự mỗi dịp thu hoạch sản phẩm nên không hề xảy ra tình trạng mất trộm hay mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong những năm gần đây, các hộ nông dân ở xã An Vĩ huyện Khói Châu đã biết phát huy diện tích tập trung vào nuôi trồng thủy sản, có áp dụng khoa học kỹ thuật và cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình chăn nuôi cá các loại mỗi năm cho thu lãi cả trăm triệu đồng. Đã có nhiều hộ dân trong các thôn xóm dồn dụng đuổi thừa các diện tích cây lúa một vụ không ăn chắc, chuyển sang đào ao nuôi cá. Hiện toàn xã có trên 10 hectare nuôi cá nước ngọt, với nhiều mô hình như nhãn, lợn cá, nuôi cá ao, hồ đang cho hiệu quả cao. Hàng năm, sản lượng cá nước ngọt luôn dao động từ 50 đến 100 tấn. Trung bình mỗi hộ nuôi cá nước ngọt quy mô lớn có thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng một hecta trên năm. Cá biệt, có hộ thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng một năm. Những năm gần đây, các chương trình khuyến đông khuyến ngư của huyện đã giúp người dân khoa học kỹ thuật để thoát nghèo với lên làm giàu từ nuôi cá. Đến nay có hàng chục hộ dân tham gia đã và đang thoát nghèo, nhờ nuôi cá nước ngọt như gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Đàm Quang Chắn. Thực tế cho thấy, nếu người chăn nuôi xác định được mục đích chịu khó học hỏi, biết áp dụng tốt kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết áp dụng tốt cơ giới hóa thì sẽ giảm được tổn thất, chi phí và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, vì sao đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp phố nối A chưa thực hiện đấu nối nguồn nước thải vào hệ thống thu gom xử lý tập trung và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường thường xuyên ở một số dòng kênh qua khu vực này hay không? Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này. Nhà máy thép Việt Ý nằm trong khu công nghiệp vô đối A, đây là một trong những doanh nghiệp đến nay chưa thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom xử lý tập trung. Anh Đinh Việt Hưng, người được sao phụ trách môi trường nhà máy cho biết. Lượng nước thải của nhà máy không nhiều, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 mét khối nước thải, trong đó chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Tuy vậy, nhà máy vẫn luôn thiết tha được đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung của khu. Bên công ty chúng tôi đã làm đã rất nhiều lần đề nghị tới công ty xử lý hòa phát để thực hiện đấu nối hệ thống với hệ thống chung xử lý chủng của công nghiệp. Tuy nhiên thì sau các lần đề nghị của chúng tôi thì bên công ty bên hòa phát cũng có đến làm việc. Tuy nhiên sau đó thì đều không có phản hồi lại cho chúng tôi cụ thể là bao giờ triển khai bước tiếp theo. Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây lắp Thuận Phát lại có lý do khác. Ông Nguyễn Văn Tự, giám đốc nhà máy khẳng định, doanh nghiệp đầu tư từ năm 2002 nghĩa là có trước khu công nghiệp 2 năm và tất nhiên doanh nghiệp gần như không được hưởng lợi từ việc đầu tư hạ tầng của khu công nghiệp Hòa Phát. Nhưng nếu thực hiện đấu nối và hệ thống xử lý tập trung thì đồng nghĩa với việc công ty phải chịu thêm một số loại phí khác như những doanh nghiệp đến sau. Nhưng cũng không phải vì thế mà doanh nghiệp không đối nối và hệ thống xử lý nước thải tập trung, mà ngược lại, công ty còn đang rất thiết tha. Mặc dù, cũng như Việt Ý, công ty cũng gần như không có nước thải công nghiệp mà chỉ có nước sinh hoạt mà thôi. Doanh nghiệp thì cũng cũng mong muốn là tha thiết được đấu nối để giải quyết vấn đề thoát nước. Có điều là vấn đề chưa đấu nối lý do là về cái giá cả mà hai bên đưa ra cái phí dịch vụ, phí dịch vụ hạ tầng và đấu nối nó nó cao thì chúng tôi cũng đang bàn với Hòa Phát để cùng chia sẻ làm sao nó, nó hợp lý. Qua đây cho thấy có hai nguyên nhân cơ bản khiến cho một số doanh nghiệp chưa thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý tập trung, đó là chưa có đủ điều kiện về hạ tầng và chưa thỏa thuận được mức phí khi đấu nối. Theo tổng hợp của ban quản lý khu công nghiệp Phố Nối A thì ngoài 7 doanh nghiệp được phép xả thải trực tiếp, hiện vẫn còn 23 doanh nghiệp chưa thực hiện đấu nối và tất nhiên những doanh nghiệp này dù ít hay nhiều thì vẫn đang trực tiếp xả thải ra môi trường và nó là một trong những tác nhân thường xuyên gây ra tình trạng ô nhiễm một số tuyến sông như Bần Vũ Xá và sông Bốn. Vì vậy, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phố Núi A cần khẩn trương hoàn thành hạ tầng, thống nhất mức phí để các doanh nghiệp thực hiện đấu nối nước thải và hệ thống xử lý tập trung theo quy định. Những năm gần đây, chăn nuôi nông hộ ở thành phố Hưng Yên có nhiều phát triển, số lượng đàn trâu bò và đàn lợn ngày càng tăng, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với sự phát triển đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, một cách đáng báo động do chất thải chăn nuôi trong khu dân cư không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và đời sống của nhân dân. Hồ Bốn Mẫu, Hồ Ba Mẫu từng là những vựa cá và là ký ức tắm mắt tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Giờ chỉ còn là những ao bèo, là nước trong xanh ngày nào thay chỗ bằng những con nước đen ngòm và rác thải, nồng nặc mùi hôi thối. Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi tìm ra thủ phạm bức tử những chiếc hồ này. Ở xã Phú Cường, hầu như nhà nào cũng nuôi bò, nhà ít thì vài con, nhà nhiều thì vài chục con. Dọc hai bên bờ là san sát trùng bò, bao nhiêu chất thải, người dân vô tư xả xuống hồ ngay cả giếng nước đầu làng nằm nghiêng mình dưới tán đa xanh mát cũng bị ô nhiễm. Là một xã ngoài đê, bạt ngàn cây cối xanh tươi, nhưng không khí ở Phú Cường luôn thoang thoảng mùi chất thải của lợn, của bò. Bà Hà Thị Thưa ở thôn Kệ Châu Hai đã sống ở đây mấy chục năm qua. Ngôi nhà quay hướng ra hồ Bốn Mẫu là niềm tự hào về phong thủy của gia đình. Nhưng khi được phóng viên nhắc tới thì cái chúng tôi nhận được chỉ là tiếng thở dài ngao ngán như gia đình nhà tôi đã bây giờ là chung sống với lại phân may được trận gió cơn rông thì bắt đầu gia đình nhà mình mới ngủ được còn không thế nào mà ngủ được hồi thối không chịu được nó như là mùi con chuột chết ấy. trẻ con hay ho hay sốt rồi là viêm phế quản viêm mũi viêm xoang xã Trung Nghĩa thành phố Hưng Yên là khu vực đồng màu những năm gần đây đàn lợn của xã có sự gia tăng mạnh chiếm gần 40% tổng đàn lợn của thành phố nếu như trước kia chất thải gia súc được ủ thành phân hoai mục để bón ruộng đồng thì bây giờ do chăn nuôi quá nhiều, phân lợn xử lý không kịp phải thải ra môi trường. Ở làng Đặng Cầu, ngay cả những ngày nắng giáo, đường làng cũng ngập nước thải, trùng bò, trùng lợn nằm sát ngay đầu nhà. Với nhiều người dân ở đây, việc sống chung với mùi phân lợn đã trở thành điều bình thường. Ở đất nhà người ta chăn nuôi thì mình thì ảnh hưởng ở đây quen thì không sao, nhưng mà ở nơi khác người ta đến là người ta khó chịu. Còn tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, cả phường chỉ có khoảng gần chục hộ chăn nuôi lợn với số lượng từ vài chục tới vài trăm con. Nhưng cuộc sống của những người dân gần đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Gia đình chị Lã Thị Trường có hàng xóm chăn nuôi lợn, mùi chất thải thường xuyên sộc vào nhà khiến chị rất khó chịu. Nhiều lần nói chuyện với hàng xóm, có khi đề nghị lên chính quyền, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Chị đành ngậm ngùi chấp nhận sống cùng ô nhiễm. Chăn nuôi là hình thức sản xuất nông nghiệp lâu đời ở nước ta đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước nhưng ngày nay sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng vật nuôi trong các gia đình không đi cùng với các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả đang gây ra tình trạng ô nhiễm đáng báo động không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan mà đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe sinh hoạt của người dân hiện các địa phương đã thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư đây được xem là biện pháp hiệu quả lúc này nhưng việc thay đổi thói quen chăn nuôi manh muốn mạnh ai nấy làm tại các gia đình như hiện nay sẽ là thách thức không nhỏ với chính quyền địa phương và ngành chức năng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các sở giao thông vận tải nơi có quốc lộ đi qua lắp đặt biển báo điểm đón trả khách tuyến cố định, trong đó trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lắp đặt 11 biển báo. Theo kết quả kiểm tra hiện trường, trên quốc lộ 5 đoạn km 11 135 đến km 33 720 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên cần bố trí 11 vị trí điểm dừng đón trả khách tuyến cố định, 5 điểm bên phải, 6 điểm bên trái tuyến, khi có các điểm đỗ quy định người dân sẽ biết được vị trí cụ thể giờ xe chạy để đón xe thay vì chỗ nào cũng đứng đón để cắm các điểm dừng đón trả khách chỉ cần cơ quan quản lý nhà nước có quy hoạch doanh nghiệp vận tải tham gia trên tuyến sẵn sàng bỏ tiền ra làm khi tham gia doanh nghiệp phải cam kết không vi phạm nếu xe nào đón trả khách ngoài các điểm này thông qua thiết bị giám sát hành trình có thể phát hiện xử phạt nặng thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh Thời gian qua, xuất hiện tình trạng xả rác thải bừa bãi trên tỉnh lộ 200 đoạn qua địa bàn huyện Yên Mỹ gây mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh lộ 200 đoạn qua địa bàn xã Ngọc Long và xã Gia Phạm huyện Yên Mỹ cứ khoảng vài chục mét lại xuất hiện một đống rác. Rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp. Những đống rác xuất hiện ngày một nhiều tại ven đường hay đổ tràn lan xuống lòng kênh, gây khó khăn cho tiêu thoát nước cũng như gây mất an toàn giao thông. Người dân cho biết tình trạng này xuất hiện từ nhiều tháng nay và thường được đổ trộm vào ban đêm nên khó phát hiện được vi phạm. Các địa phương cần sớm có biện pháp xử lý tránh để tình trạng trên ngày một nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong việc khắc phục. Mặc cho những cảnh báo về tác hại của việc mua và sử dụng quả vật, tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn tái diễn ở nhiều trường học. Hình ảnh sau mỗi giờ nghỉ giữa giờ và cuối buổi học, học sinh lại xà vào các hàng quán gần cổng trường để mua quà vật như thế này hiện đang trở nên phổ biến ở nhiều trường học. Mặc dù đã cảnh báo nhiều lần về sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng được bày bán gần cổng trường học sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng như ý thức của các em học sinh, song tình trạng hàng quán được bày bán tại cổng trường học vẫn đang tái diễn ở nhiều nơi. Thậm chí có những điểm gần trường học còn tồn tại nhiều hàng quán bán đồ ăn nhanh là các sản phẩm chiên rán hay các loại nước giải khát để bán cho học sinh đã tồn tại hàng chục năm nay. Điển hình nhất là tại cổng trường mầm non tư thuộc Hoa Hồng, đóng trên địa bàn huyện Mỹ Hào. Thiết nghĩ, để bảo vệ sức khỏe cho kem học sinh, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặt khác, nhà trường các bậc phụ huynh cần nâng cao biện pháp quản lý nhắc nhở con em mình tránh xa việc ăn và sử dụng quà vặt. Là những trường còn khó khăn, nhưng từ đầu năm học đến nay cả hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã chính nghĩa huyện Kim Động đều hạn chế các khoản thu nhằm giảm mức đóng góp cho cha mẹ học sinh. Từ đầu năm học đến nay, trường tiểu học chính nghĩa chưa thu bất kỳ khoản thu nào đối với trên 400 học sinh trong trường, như các khoản trông xe, tiền điện thắp sáng, dọn vệ sinh, ngoài phải đóng khoản bảo hiểm y tế bắt buộc. Riêng nước uống để giảm gánh nặng cho phụ huynh, nhà trường vận động các phụ huynh học sinh tự túc cho con em mình. Đặc biệt nhà trường không tổ chức may đồng phục cho học sinh, đồng thời không huy động các khoản đóng góp khác. Tương tự, dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng trường Trung học cơ sở trinh nghĩa cũng chưa thu các khoản thu dịch vụ không kinh doanh. Tất cả các khoản thu này đều phải sang kỳ 2 của năm học mới thu mức thu đều theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo. Nếu tính ra, ngoài tiền học phí, mỗi em học sinh chỉ phải đóng gần 200.000 đồng một năm học. Riêng trang phục cho học sinh hoàn toàn do cha mẹ học sinh tự thiết kế và chủ động may, không vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định và để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hay sửa chữa đồ dùng, trang thiết bị học tập. Tất cả các mức đóng góp chi tiêu đều được nhà trường công khai minh bạch. Bên cạnh đó, Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh do các cha mẹ học sinh thu tự nguyện, không sử dụng quỹ này để hỗ trợ các hoạt động dạy học giáo dục, khen thưởng giáo viên, nhân viên trong trường. Theo ban giám hiệu nhà trường, các khoản thu đầu năm không chỉ là cánh nặng tài chính cho các gia đình, nhất là những gia đình ở vùng nông thôn khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Chiếu trèo làng An Xá xã Toàn Thắng huyện Kim Động là một trong những chiếu trèo cổ của tỉnh Hưng Yên. Trong đó, bà Vũ Thị Chiến là một trong những người say mê hát trèo, góp phần giữ gìn những nét đẹp văn hóa của làng quê. Chiếu trèo làng An Xá được thành lập từ năm 1962, từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần của người dân địa phương. Chiếu trèo được thành lập hơn 50 năm, thì đó cũng là khoảng thời gian bà Vũ Thị Chiến tham gia hát trèo suốt mấy chục năm qua chiếu trèo chưa bao giờ vắng bóng bà bà chiến cùng với 20 thành viên trong câu lạc bộ trèo tự bỏ tiền ra may trang phục mua nhạc cụ bất kể việc lớn nhỏ của địa phương bà cùng với các thành viên đều tham gia tích cực bà còn tự sáng tác nhiều làn điệu trèo để các thành viên trong câu lạc bộ cùng biểu diễn nhiều tiểu phẩm trèo do bà sáng tác đã đặt huy chương vàng và bạc trong các cuộc thi hát trèo của tỉnh như tác phẩm an xá quê tôi tấm gương trong hạt nhân tiêu biểu hạt nhân lòng cốt của công đồng của hát trèo của chúng tôi có bà chiến bà ngà nhưng đặc biệt là bà chiến là là người thì bây giờ là đã nghỉ hưu thế nhưng mà bà ấy rất có tâm huyết với lại cái phong trào văn hóa văn nghệ địa phương nhất là về cái độ hát trèo và thường xuyên là tham gia thế rồi là dìu dắt nước trẻ để phát huy cái truyền thống của bản sắc của quê hương không chỉ say mê, bà Chiến còn dạy những làn điệu trèo cho nhiều thế hệ. Các thành viên trẻ trong câu lạc bộ đều được sự hướng dẫn nhiệt tình của bà như chị Hồng Nhung, chị Huy, chị Thơm, chị Giỏi. Trước xu hướng giới trẻ đam mê nhiều thể loại âm nhạc mới mà lãng quên đi làn điệu trèo truyền thống, bà tâm niệm phải truyền tình yêu hát trèo cho thế hệ sau ngay từ nhỏ, dạy trẻ cách cầm quạt đi đứng, ngân nga từng câu hát. À, tôi là người trẻ tuổi ở trong nàng và sinh ra và lớn lên ở một phần nơi mà có một cái lôi hát trèo truyền thống thế là tôi rất là yêu cái làn điệu hát chèo và cũng được học hỏi từ các lớp trên là từ cô chiến và cô nhà rồi cô chơi ở làng cho nên là đã được dạy dỗ và giờ các cô rất chu đáo là dạy dỗ chúng tôi hát chèo là một trong những nét đẹp, đẹp văn hóa truyền thống của quê hương mà những thế hệ đi trước như bà chiến luôn muốn truyền lại cho thế hệ sau mong rằng thế hệ trẻ hôm nay thêm trân trọng và giữ gìn thứ tài sản tinh thần quý giá ấy. Ngày 23 tháng 9, tại huyện Khoái Châu, tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Cường, hộ khẩu thường trú ở thôn Thông Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu và bị cáo Đinh Văn Kỳ, thường trú ở thôn Hoa Nái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cả hai bị cáo đều có hành vi mua bán trái phép chất ma túy để bán cho các con nghiện thu lợi bất chính. Cả hai bị cáo đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, tòa tuyên phạt bị cáo Cường 8 năm tù, bị cáo Kỳ 7 năm 6 tháng tù. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Sialin, luật sư của nhà hoạt động chính trị Ngài Vị Vị, đã bị tuyên án 12 năm tù về tội danh gian lận trong một động thái mà những người ủng hộ ông cho là động cơ chính trị. Tòa án Nhân dân Bắc Kinh số 2 đã tuyên án Sialin 12 năm tù và một khoản tiền phạt 8.400 đô la Mỹ cho tội danh gian lận. Theo quan trạng của tòa án, thì Sialin đã biển thủ số tiền phi pháp lên đến 700.000 đô la Mỹ để trả nợ nần do so cờ bạc. Cialin phủ nhận kịch liệt các cáo buộc này, nói rằng đây là tiền cá nhân và cho rằng tòa án đã không thực hiện các thủ tục tố tụng pháp lý thích hợp. Vợ của Cialin nói rằng chồng của bà đang bị trả thù bởi đã giúp đỡ ngài vị vị, một nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động tích cực trong các phong trào lật tẩy tham nhũng ở Trung Quốc. Ngài bị bắt giam hồi năm 2011 và được trả tự do vào năm 2015 nghiên cứu mới của các nhà khoa học mỹ cho thấy khói mù sinh ra từ nạn đốt rừng ở indonesia đang cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người mỗi năm Nghiên cứu trên sử dụng dữ liệu hình ảnh vệ tinh và mô hình máy tính về những ảnh hưởng tới sức khỏe để xác định tỷ lệ chết sớm. Nhóm nghiên cứu nhận định số người có nguy cơ chết sớm nằm trong khoảng 26.300 đến 174.300 và tỷ lệ trung bình hàng năm là 100.300 ca. Báo cáo của họ tập trung vào tác động lên sức khỏe của người trưởng thành và chỉ đánh giá ảnh hưởng của PM2.5. Các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet có thể bị hít vào phổi. Tình trạng ô nhiễm không khí ở Indonesia ngày càng trầm trọng do nạn đốt rừng lấy đất canh tác, khói mù lan rộng khắp các khu vực Đông Nam Á và tồn tại suốt vài tháng vào năm 2015. Kính viễn vọng FAST lớn nhất thế giới với diện tích bằng 30 sân bóng đá của Trung Quốc sắp được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Kính viễn vọng hình cầu Khẩu độ 500m FAST là vùng lòng chảo đá vôi thuộc huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu vận hành từ ngày 25 tháng 9. Tầm quan sát của nó lớn hơn gần gấp đôi đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico. Kính viễn vọng khổ độ rộng lớn thứ hai thế giới, FAST, có thể phát hiện tín hiệu vô tuyến và dấu hiệu của sự sống từ những hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học mong đợi nhất hiện nay là nó có thể giúp làm sáng tỏ nguồn gốc vũ trụ bằng cách lập bản đồ phân bố hero. Nguyên tố phổ biến nhất, FAST cũng cho phép các nhà khoa học phát hiện nhiều chuẩn tinh hơn. Kết quả quan sát có thể giúp giới nghiên cứu xác định sóng hấp dẫn, gợn sóng lăn tăn trong không gian, thời gian có thể hé lộ quá trình tiến hóa của vũ trụ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ tổ chức họp báo công bố phát hiện mới về đại dương có khả năng chứa đựng sự sống dưới bề mặt vệ tinh Europa của sao mộc. Từ lâu các nhà khoa học tin chắc Europa chứa một đại dương lỏng bên dưới lớp vỏ băng dày 15 đến 20 km. Đại dương ở thể lỏng này là kết quả của quá trình tích nhiệt do thủy triều. Lực thủy triều làm cho phần bên trong của Europa ấm dần, cho phép đại dương nước lỏng tồn tại thay vì đông cứng. Đại dương dưới bề mặt Europa thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học vì nó có khả năng chứa đựng sự sống. NASA sẽ tổ chức buổi họp báo vào ngày 26 tháng 9 tại trụ sở chính ở Washington để công bố phát hiện mới từ những hình ảnh do kính viễn vọng vũ trụ Hubble gửi về liên quan đến đại dương trong lòng vệ tinh Europa của sao mộc. Một khu bảo tồn quốc gia đầu tiên về đại dương sẽ được thành lập để bảo vệ các hẻm núi sâu nằm dọc theo thềm lục địa và chuỗi các núi lửa ở đáy biển đã ngừng hoạt động. Tổng thống Obama vừa ra quyết định thành lập một khu bảo tồn quốc gia về đại dương đầu tiên ở Đại Tây Dương. Đây sẽ là khu vực cấm đánh bắt cá cho mục đích thương mại và cấm khai thác khu vực núi lửa ngầm đã ngừng hoạt động ở ngoài khơi 240 km vùng New England phía đông Bắc Mỹ. Khu bảo tồn sẽ gồm hai khu vực riêng biệt, diện tích tổng cộng 12.700 km2. Khu vực đầu tiên chạy dọc theo dìa của thềm lục địa sẽ bảo vệ ba hẻm núi lớn cắt sâu vài ba cây số và thềm lục địa. Khu vực bảo tồn thứ hai sẽ bảo vệ bốn núi ngầm dưới biển ở đây, lần lượt là núi Bia, Fisalia, Retriever và Mistilus. Một nhóm khảo cổ học quốc tế vừa phát hiện một bộ di cốt 2.000 năm tuổi trong một con tàu đắm trên biển Địa Trung Hải ngoài khơi đảo Antikythera của Hy Lạp. Con tàu đắm chứa bộ di cốt nói trên nằm dưới độ sâu gần 50 mét so với mặt biển và được các thợ lặn lần đầu tiên phát hiện vào năm 1900. Bộ di cốt này gồm một phần xương sọ, hai xương cánh tay, một số xương sườn và hai xương đùi. Theo đánh giá ban đầu,